Chiếc xe phủ đầy cây đổi nhất Tây Ninh khiến người xem thích thú vì gần gũi với thiên nhiên. Không có siêu xe chục tỷ, người Tây Ninh vẫn có những cách rất đặc biệt khiến cho chiếc xe của mình trở nên khác lạ. Một đoạn clip vui đang được lan truyền trên TikTok quay cảnh chiếc xe 4 bánh tự chế được phủ đầy cây xung quanh. Ông chủ xe cho biết phải nuôi cây 15 năm mới bao phủ được chiếc xe. Nhiều cư dân mạng khen ngợi đây là một sáng kiến rất hay, mát mẻ lại thân thiện môi trường. Tuy nhiên, có người lo ngại các loại sâu bọ, rắn rết sẽ làm tổ trong cây, làm hại người trên xe. Nhìn thì mát với thích thiệt mà sợ có con sâu bò bên trong và chắc xỉu luôn nha. Sao chú không làm xe có dàn nho nhỉ, chạy ngoài đường cắt nước bứt nho ăn cho đã khác. Có con rắn nào chui vô ở trong xe nghỉ mát thì chạy không kịp. Đang chạy nó rớt con sâu xuống, chắc tôi chạy tán hướng bốn phương luôn. Có ý kiến cũng băn khoăn cải tạo xe như thế này có bị coi là vi phạm luật giao thông hay không? Chỉ là tác phẩm nghệ thuật, chứ xe không cho phép tham gia giao thông được đâu, với xe chạy nhanh rụng hết lá luôn. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe độc lạ này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật thêm những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.